xin chào cả nhà đến với kênh Thầy Giáo Tí Hon. Cả nhà ơi, thì sắp tới là Noel rồi và Hùng lên trên văn phòng thì là thấy các chị em trên văn phòng bảo là sáng thứ năm thì mọi người sẽ mặc đồng phục màu đỏ hết và sẽ có một cái lễ hội đổi quà, tức là mỗi người sẽ chuẩn bị một phần quà và lên trên đấy sẽ đổi cho nhau. Thì thực sự Hùng cũng không biết là mua cái món quà gì cả, tại vì là lên cứ để đấy để mọi người lấy đi thôi, thì không biết là cái người mà được nhận cái quà của mình là nam hay nữ, độ tuổi như nào. Cho nên là Hùng nghĩ là ở nhà Hùng thì mấy hôm nay thì My đang làm mấy cái kẽm nhung như hoa đào, hoa mai, valender các thứ, cho nên là Hùng sẽ nhờ My dạy Hùng để làm một cái chậu hoa hướng dương. Tại vì cái ý nghĩa của hoa hướng dương thì hoa hướng dương nó luôn hướng về phía mặt trời ấy, và ý nghĩa rất là hay. Cho nên là hôm nay quyết định nhờ My dạy Hùng làm hoa hướng dương để làm một cái món quà để lên đổi cho cả nhà nhá. Đây, ơi cả nhà, bây giờ sẽ học My cả nhà nhá, làm cái cây bé bé xinh xinh thôi. Nói chung thì quà ở ngoài thì cũng đầy cả nhà, nhưng mà cái quà mà chính tay mình làm ấy thì nó có ý nghĩa hơn. Đây, làm cái chậu màu tím đây nó nổi. Ê cả nhà nha, như thế là cùng với vợ làm đã có được một món quà, để mai cũng có thể là mang cái món quà này lên đổi với anh chị em trên văn phòng hoặc Nghị Lực Sống cả nhà nha. Giáng sinh an lành. Cả nhà ơi, đây là 15-16 suất quà đây. Hùng cũng không biết là rất là hồi hộp, không biết là tí nữa sẽ là chọn trúng món quà nào của các anh chị nào, đang rất là hóng nhất là cái phần mà bóc quà thôi. Anh hỏi kỳ nhá, từ trước đến giờ thì em đã bao giờ gọi như là tham gia một cái ngày gọi là đổi quà cho nhau như này chưa? Chưa bao giờ chuẩn làm một cái hoạt động này từ trước đến giờ. Và đã tham gia bao giờ chưa ấy? Chưa bao giờ tham gia một hoạt động như này, và cũng chưa bao giờ chuẩn bị quà làm như bây giờ. Đây là lần đầu tiên. Hôm qua hay mấy hôm trước là do các chị em văn phòng có ý tưởng làm cái này, mình thấy rất là hay. Yêu cầu của chương trình này là sẽ là mình sẽ không nhận quà của mình mà mình sẽ nhận quà của người khác. Thì rất là háo hức để mà chờ người quà khác, nhưng mà nếu mà là quà của chú Hùng mà là gói mì tôm thì mình không mong muốn lắm. Mình mong là sẽ nhận được những cái món quà đang có mặt ở đây rất là đẹp ở đây. Ok. Thank you Kỳ đấy. Chúc nhận được món quà thấy sự ý nghĩa trong ngày này nha. Okay. Ý, cả nhà ơi, bây giờ sẽ bốc thăm ở đây cả nhà nhé. Sẽ có những cái lá thăm tay ở đây thì mọi người sẽ bốc thăm nha. Cùng mình nữa. Ôi giời, hồi hộp quá. Ok, Kỳ bốc đi. Anh Nguyên ra đây nè. Đây không phải là cùng Coco Mi nhé các bạn nhé, đây là khả năng là gấp đôi Coco Mi. Mở lên luôn đi. Mở luôn à? Mở có mất thời gian không? Kỳ đoán được cái gì không? Đoán đi.
đoán không phải thùng bia rồi, bây giờ thùng đây bia không đúng rồi. Đây đoán đi, đoán đi. Đây cái này nặng như này khả năng là thực phẩm bạn ạ. Thực phẩm à? Thực phẩm là cái gì? Thực phẩm khả năng là vẫn là táo. Ui chưa có rồi. Ui à. Ui. Ok, cảm ơn. Bác qua đây. Bác qua đi. Ui, chị Minh có ăn hắn được cái gì không? Thằng này mua này, con trai làm nào? Lỡ thật rồi. Chẳng may vào con trai làm nào? Chị Quý đoán được cái gì không? Chị hồi hộp quá nên chị... Chị mở đi, chị mở nhanh ra chị mở đi. Con tắm nè. Chúc mừng chị Quý. Rồi, ok. Cái gì? Không biết có một sự sắp đặt của vũ trụ nào không, nhưng mà mấy món quà này mình thấy cho tất cả mọi người thì mình thấy chuồng là người hợp nhất, nên mình tặng chuồng. Chúng ta mang lại hạnh phúc cho nhau đấy, chỉ có chúng ta mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Chờ máy. Nhưng mà cái này là đuổi gián thật á? Không phải đuổi gián. Đây, đừng nghe chị Minh, cái này là để cuốn hút là con gái người ta đến phòng. Gián đấy. Tức là để đến phòng. Ông Chuồng tặng tôi đi nào. Ok. Ông Minh là có gái đến. Được rồi, ông sai, ông hay nhất. Cảm ơn chứ. Nào, chú bày nào, hai nhau nào. Nào, hai rồi. Cảm ơn nha, bóc quà nha. Bóc quà chứ gì nữa, để mẹ em cũng mì, bóc quà nhanh. Con. Rồi.
nhiều đấy, nhiều đấy, nhiều đấy. Đấy, một hai, rồi ok, rồi, ok, bóc quà. Nhật rồi, 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 Nh